Trên đây mình đang là hộp của sản phẩm loa Bluetooth có mã là HFQ3, thì mình đánh giá con này nó khá là ngon ở trong tầm giá dưới 200.000. Đây là cái hộp của sản phẩm này đó, công suất 5W, dung lượng pin lên tới 1200 mAh. Phía sau là một vài cái thông số, đây cái mã của nó là HFQ3. Thì bên trong hộp ấy nó còn một cái sợi cắp sạc, sẽ cắp sạc micro USB. Rồi, ok. Thì đây chính là sản phẩm. Kích thước khá là lớn. Đó, mọi người có thể thấy này, mình cầm trên tay mà nó rất là bự luôn. Phía trên này là cái dải loa để có thể phát ra âm thanh. Phía bên này á, nó thiết kế giống như bằng sắt ấy. Cảm giác rất là cứng. Rồi. Ở phần dưới đế này nó có một cái lớp miếng cao su này, có lộn miếng xốp. Nó xốp nó bán ở dưới này, khi mọi người đặt lên thì nó có thể tránh cho cái sự chảy cái loa ha. Rồi ok, đây là vị trí nút nguồn đó, khi mà mọi người bật lên thì nó sẽ tiến hành mở Bluetooth thôi. Đây là jack 3.5 này, đây là cổng USB, cổng sạc, còn đây là khe cắm thẻ nhớ ha. Rồi bên này là một vài phím chức năng, phím ở giữa này là phím có thể ngưng hoặc chạy bài hát, bấm menu để có thể chuyển sang nghe đài phát thanh. Hai nút này là phím cộng trừ âm lượng. Đó. Đơn giản vậy thôi. Thì mình thấy thiết kế của con này nó khá là đẹp. Tuy nó hơi bự. Thì tất nhiên là nếu mà bự thì công suất nó sẽ lớn hơn, nó sẽ ngon hơn những cái loại thiết kế nhỏ. Mình thích nhất cái phần lưới này này, nó có cái miếng xốp để có thể chống chảy sản phẩm, lần lên khá là êm. Rồi, khá là nặng. Thì mọi người khi bật nguồn lên thì có thể kết nối như bình thường thôi ha. Mọi người kiếm cái tên đó là HFQ3, có thể nó sẽ chỉ hiện chữ Q3 thôi, kết nối khá là nhanh. Rồi ok, xin hiểu tình yêu trong thời chiến tranh này, mấy người mơ ước cho chồng, càng khổ càng đau thì tình yêu càng sâu, khi rất đưa nhau về đêm cho tình.